Cho nên tôi không nghĩ quá nhiều về cái việc là mình đã làm được cái gì, mà tôi chỉ nghĩ rằng là à, mình đang được làm cái việc mình rất là thích và mình rất là may mắn trong cuộc đời này mình có một niềm say mê như thế. Tôi nói với các con tôi là mẹ nghĩ rằng là người ta sẽ rất là bất hạnh nếu như trong suốt cuộc đời người ta không có một niềm say mê nào. Thì say mê mà nó sẵn sàng là bỏ ăn bỏ ngủ cho nó đắm đuối vào cái việc đấy thì cuộc sống nó sẽ rất là buồn, nó phí ấy. Người ta sống trên đời nó cũng có một cái say mê gì đấy chứ. Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Bà Chấm. Xin chào các quý thính giả nhà Bà Chấm, chào mừng các bạn đã quay trở lại mùa 11. Trong tập podcast này, chúng ta cùng chào đón một trong những nhà văn chuyên viết về đề tài miền núi. Chị là người mà trong 22 năm viết sách đã cho ra mắt liên tiếp 23 tác phẩm. Trong đó phải kể đến một số truyện ngắn của chị đã được chuyển thể thành phim như Tiếng Đặt Môi Sau Bờ Rào Đá, được chuyển thể thành phim điện ảnh Chuyện Của Pao, đạt giải Cánh Rùa Vàng năm 2005. Hay là truyện ngắn Lặng Yên Dưới Vực Sâu, chuyển thể thành phim truyền hình cùng tên, phát sóng trên truyền hình năm 2017. Chưa dừng lại ở đó, vào năm 1999, chị đã giành giải nhất trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Đến năm 2013, chị giành giải nhất tiểu thuyết Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam. Năm 2014, chị đạt giải nhất Văn Học Nghệ Thuật Thủ Đô, và năm 2019 là giải nhì với cuộc thi viết Quân Đội Anh Hùng, Quốc Phòng Vững Mạnh. Vâng, em xin được chào mừng nhà văn Đỗ Bích Thúy đến với Bà Chấm Podcast ạ. Chào em, chào tất cả các bạn đang theo dõi Bà Chấm. Dạ vâng, em rất là cảm kích và vui mừng khi mà chị đã nhận lời mời tham gia Bà Chấm Podcast. Thành thực thì em luôn luôn gặp áp lực khi mà viết kịch bản cho những cái người kiểu như chị. Người kiểu như mình là như thế nào nhỉ? Tức là kiểu giỏi quá ấy. Trong một cái người mà giỏi quá và họ có quá nhiều những cái thứ để mình có thể khai thác ấy, thì em thường sẽ bị gặp lộn xộn trong việc sắp xếp ý tưởng. Thực ra thì tôi không nghĩ mình là một người giỏi quá. Ừ. Tôi chỉ là một cái người mà chăm chú làm một cái việc, theo đuổi nó rất là lâu. Thực ra thì tính con số 22 năm thì cũng không được chính xác lắm. Nếu mà tính 22 năm là tính cái thời gian mà tôi về Hà Nội thôi. Chứ còn tôi viết từ năm tôi 16 tuổi, tính đến bây giờ là viết hơn 30 năm rồi. Tôi nghĩ rằng là tôi sinh ra để chỉ làm tốt được một việc đó. Việc ấy chắc là việc mà tôi làm tốt nhất ấy. Nếu mà làm việc khác thì chắc là không tốt được như vậy. Chứ mà giỏi thì tôi cũng không dám nhận là giỏi. Vì thực ra là trong mọi lĩnh vực, mọi công việc, mọi ngành nghề thì nó đều có những cái yếu tố may mắn. Nó đều có những cơ hội. Tôi nghĩ là quan trọng là mình nắm bắt được cơ hội, mình tận dụng cơ hội và mình phát triển bản thân đúng cái hướng mà nó phù hợp với mình. Tận dụng cơ hội cũng là một loại năng lực. Đúng vậy. Không ai có đủ tinh tường nhìn ra được cơ hội ở trước mắt. Đúng vậy. Nhưng mà 23, thế thì 23 cái tác phẩm kê của chị là cũng phải cộng thêm những tác phẩm gọi là bản nháp đúng không ạ? Bản demo. Ồ, nhiều lắm. Thực ra 23 tác phẩm thì nó là cái đầu sách. Ừ. Nhưng không phải tất cả những cái gì tôi viết tôi đều in sách cả. Ừ. Nếu mà viết mà in cả thì nó phải gấp đôi chỗ đấy. Tại vì ví dụ như 32 tập kịch bản phim truyền hình, tôi nói ví dụ thôi. Nếu mà in ra thì nó đã tương đương với bao nhiêu cuốn tiểu thuyết. Wow. Vì một tập như thế nó sẽ rơi vào tầm được khoảng 50-60 trang bánh máy A4. Ừ. Thế cho nên tính con số 23 là 23 con số đầu sách. Trong 23 đầu sách có 2 tác phẩm được chuyển thể thành phim, thì đó có phải là 2 cái tác phẩm mà chị tâm đắc nhất không? Nó cũng không hẳn đâu. Ừ. Thực ra chính xác, tác phẩm đầu tiên của tôi mà được chuyển thể thành phim không phải là Tiếng Đàn Môi Sau Bờ Rào Đá. Ừ. Phim Chuyện Của Pao mà mọi người rất là nhớ đến ấy. Nhớ đến một phần là bởi vì là cái bối cảnh của cái bộ phim đấy bây giờ lại trở thành một cái địa điểm du lịch, và hầu như ai lên Hà Giang thì cũng ghé qua cái ngôi nhà của Pao, tức là cái bối cảnh chính của cái bộ phim đấy. Mọi người biết đến nó nhiều, nhưng nó không phải là kịch bản đầu tiên mà được chuyển thể từ chuyện ngắn của tôi, mà cái đầu tiên là cái chuyển thể từ một trong ba cái chuyện ngắn mà tôi đạt giải nhất cuộc thi của Văn Nghệ Quân Đội mà bạn vừa mới nhắc đến năm 1999. Ừ. Đấy là cái chuyện Sau Những Mùa Trăng. Thì lúc ấy tôi đã làm phim rồi, đấy là cái đầu tiên mà tôi làm kịch bản phim điện ảnh, chiếu ở trên điện ảnh chiều thứ bảy. À. Nhưng mà bởi vì là nó không được chú ý lắm cho nên là mọi người bỏ qua cái đấy. Dạ. Thế cái gọi là tâm đắc nhất thì nó không hẳn đâu.
Ví dụ như là chuyện ngắn thì cái tiếng đàn môi sau bờ rào đá cũng không phải là cái mà tôi tâm đắc nhất. Còn Lặng Yên Dưới Vực Sâu thì nó là một trong những cái sau khi làm phim tôi còn viết thành tiểu thuyết. Đính chính lại là lúc nãy bạn nói là một chuyện ngắn, thực ra nó là một cái chuyện vừa. Khi mà tôi làm kịch bản phim tôi phải thêm vào rất là nhiều vì một cái chuyện vừa không thể nào mà đủ chất liệu để cho cả một kịch bản phim 32 tập, tôi phải viết thêm rất là nhiều. Thế sau khi đã làm phim rồi thì tôi thấy rằng là có một số cái nội dung mà mình không thỏa mãn với phim truyền hình mà tôi lại muốn viết tiểu thuyết. Thế cho nên là trong quá trình mà đạo diễn đi sản xuất phim, tôi ngồi nhà và tôi viết lại thành một cuốn tiểu thuyết cùng tên. Thế cho nên là nó có 3 phiên bản, thứ nhất là một chuyện vừa, thứ hai là một phim truyền hình và thứ ba là một tiểu thuyết. Thì đấy cũng là một trong những cuốn mà tôi viết rất là thích, rất là nhiều cảm xúc, rất là mãnh liệt. Nhưng mà cái tôi tâm đắc nhất thì tôi nghĩ là không phải trong số những cái đấy. Những cái đấy không phải là cái tâm đắc nhất. Tâm đắc nhất nó nằm ở chỗ khác cơ. Nhưng mà cái tâm đắc nhất nó lại cũng không hẳn đâu, bởi vì là nó lại như thế này, không phải là cái mình tâm đắc nhất ở góc độ văn chương thì lại là cái mà người ta lại có thể làm phim đâu. Cái hai cái đấy khác nhau mà, hai cái thể loại khác nhau. Cái mà người ta yêu cầu một tác phẩm văn học để người ta có thể làm phim, nó có những cái yêu cầu riêng. Hai cái tác phẩm đó, hai cái bộ phim đó, chị có đoán được hay là biết trước được về cái độ thành công của nó không khi mà nó ra mắt? Tôi không nghĩ là nó thành công đến như thế. Bởi vì tôi nghĩ rằng là làm phim nói chung, kể cả điện ảnh hay truyền hình, mà làm về dân tộc thiểu số và miền núi là rất khó. Khó lắm. Cái khó nhất ấy, mà từ xưa đến giờ người ta cứ hay e ngại, kể cả ở góc độ của người sản xuất, kể cả ở góc độ của công chúng, là người ta cứ e ngại cái chỗ là liệu đấy là có phải là một cái bộ phim mà nó nói một cách nôm na là giả cầy không? Tức là làm thế nào? Bởi vì là cái nhân vật của mình là người dân tộc thiểu số, họ ở cái bối cảnh sống, xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, thậm chí là ngôn ngữ, tất cả họ đều là người dân tộc thiểu số. Trong khi đó thì diễn viên của mình đương nhiên phải là người dân tộc Kinh, đương nhiên là chúng ta phải dùng tiếng phổ thông sử dụng ở trong phim. Đã. Thế thì đạo diễn và diễn viên đều là người Kinh chứ không phải người dân tộc thiểu số, không phải là người sinh ra và lớn lên ở vùng đất đấy, không thể nào mà thấm đẫm cái vùng văn hóa đấy. Kể cả người sản xuất lẫn công chúng tôi nghĩ là đều đứng trước e ngại trước khi xem bộ phim là liệu nó có thuyết phục hay không. Chính vì thế cho nên là tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cả hai cái bộ phim đấy, nhưng mà cũng không ngờ rằng là mọi người lại thích chúng như thế. Thật ra thì em không phải là một cái người mà gọi là làm mọi thứ theo một cái viral, theo một cái trend. Nhưng mà đúng là tình cờ không hiểu sao cái đợt này khi mà em mời chị, nó lại vào đúng thời điểm mà những cái nghệ thuật liên quan đến yếu tố dân tộc miền núi lại được gọi là quan tâm rất là nhiều. Nhìn lại thì trong năm 2023 ở Việt Nam thì có không ít các hoạt động nổi bật liên quan đến nghệ thuật được triển khai. Điểm qua thì có một vài cái tên như là show âm nhạc của Blackpink diễn ra tại Hà Nội, hay là show podcast Trăm Năm Sân Khấu của Vietcetera tái hiện lại một cái nghệ thuật cải lương một thời của miền Nam xưa. Hay gần đây nhất phải kể đến game show Rap Việt với cái thông điệp là lấy chất liệu Việt Nam mang hơi hướng tiếp cận thế giới, cái yếu tố dân gian miền núi lịch sử, hay là các nét văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc được tận dụng một cách triệt để, và rõ ràng là nó đã chạm được đến mới bận tâm ẩn sâu trong lòng khán giả đại chúng. Cái điểm chung của những cái chương trình này là mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra loa trường quốc tế. Phần nhiều trong đó nó hướng đến việc là lấy chất liệu cảm hứng từ miền núi, yếu tố dân tộc làm yếu tố chính trong một tác phẩm. Thì liệu là cái việc diễn ra đồng loạt các chương trình có tính chất tương đồng như vậy, đơn giản nó chỉ là một hiệu ứng domino, hay thực sự là hiện tại đây chính là cái thời điểm thích hợp để đưa cái văn hóa dân gian, cái chất của miền núi đến đông đảo người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ạ? Tôi không nghĩ rằng nó là cái hiệu ứng domino như bạn nói đâu. Dạ. Nó cũng không phải là thời điểm. Nếu mà nói thời điểm này mà chúng ta tập trung các lĩnh vực văn học nghệ thuật của chúng ta tập trung vào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc hay Tây Nguyên hay là các cái vùng văn hóa còn lại của chúng ta thì tôi nghĩ không phải. Nó không có thời điểm nào cả và nó luôn luôn. Tức là nó không có một thời điểm cụ thể nào cả. Tôi nghĩ nó là một cái đề tài nó rất là hấp dẫn đối với những người làm những cái công việc sáng tạo thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật. Nó rất hấp dẫn bởi vì nó khác biệt với những cái vùng văn hóa mà chúng ta bấy lâu vẫn khai thác. Ví dụ như đồng bằng Bắc Bộ, như là Tây Nam Bộ, ví dụ như là miền Trung. Những cái vùng văn hóa mà chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều, chúng ta đã cảm nhận rất nhiều, chúng ta đã được đọc, được xem, được nghe rất nhiều từ tất cả các lĩnh vực văn học nghệ thuật của chúng ta, là những cái vùng quen thuộc rồi, đúng không? Ai cũng hiểu. Và phần lớn là người Việt Nam chúng ta là sống ở những cái vùng đó. Tại sao lại gọi là người thiểu số? Là bởi vì họ là số ít. Họ số ít cho nên là cái văn hóa của họ nó rất là khác biệt. Vốn dĩ nó đã rất là khác biệt rồi và nó lại rất ít cơ hội để nó được đưa ra bên ngoài. Quan điểm của tôi, văn học nghệ thuật nói chung ấy, một trong những cái mấu chốt để thành công rất quan trọng là sự khác biệt. Khác biệt về đề tài là một trong những khác biệt cực kỳ quan trọng.
Khi mà bạn nhắc đến hàng loạt các sự kiện văn hóa nghệ thuật mà nó liên quan tới việc là đang khai thác đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, và đặc biệt là vùng Tây Bắc, đúng không? Tôi nghĩ có lẽ nó chỉ là cái sự ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà đến một cái thời điểm này, các nghệ sĩ thấy rằng là đấy là một cái đề tài rất là màu mỡ để cho người nghệ sĩ có thể khai thác ở những khía cạnh rất là khác biệt. Và cái sự khác biệt đầu tiên nó sẽ tạo ra cảm hứng. Và thứ hai đó là cái chất liệu của nó. Và cái thứ ba nữa này, nó thuần Việt. Khi chúng ta mang ra thế giới là chúng ta mang những thứ mà thế giới người ta vốn dĩ lâu nay người ta không biết về Việt Nam. Thế bây giờ những cái thứ đưa ra và mình có thể giới thiệu rằng đây, Việt Nam của chúng tôi có cả những cái thứ như này, chứ không phải là những thứ mà các bạn vẫn chỉ nhìn thấy bấy lâu nay. Những cái thứ mà ví dụ như ngày xưa cách đây hàng trăm năm người Pháp khai thác, người Pháp đưa đến cho thế giới thì người ta đâu có tập trung vào cái đề tài dân tộc số và miền núi. Và bây giờ chúng ta khai thác. Tôi là một người mà đã theo đuổi cái đề tài này rất là lâu và tôi rất là thấm thía về cái việc tôi đã có được cái thành công ở một cái mức độ nhất định nào đấy, bởi vì một trong những lý do cực kỳ quan trọng là tôi đã chọn được một cái đề tài rất ít người theo đuổi. Từ bản thân tôi và nhìn ra các nghệ sĩ khác, nhìn ra các lĩnh vực khác thì tôi cũng nghĩ rằng là họ đã nhận ra cái điều đấy. Họ nhận ra rằng đề tài về văn hóa dân tộc thiểu số, đặc biệt ở vùng miền núi phía Tây Bắc và Đông Bắc, Hà Giang của tôi là check là cái Đông Bắc, không nằm ở Tây Bắc, thì cả Đông Bắc và Tây Bắc đều là cái vùng văn hóa mà rất là đặc sắc. Và bởi vì với những cái giá trị truyền thống đặc sắc của họ thì văn học nghệ thuật hoàn toàn có cơ hội để khai thác, để xây dựng những cái tác phẩm rất là đặc biệt, rất là hấp dẫn, rất là khác lạ. Và bản thân sự khác lạ thì nó đã mang đến sự hấp dẫn rồi. Và cái góc nhìn của cái người mà đang làm cho lĩnh vực nghệ thuật nhá, hoạt động nghệ thuật như chị nhá, thì có những yếu tố nào nó tác động để đến bây giờ những cái chương trình như vậy về đề tài miền núi, cái sự khác biệt như vậy nó mới được để ý đến? Tôi nghĩ là như thế này, nói chung mặc dù nó hay, mặc dù đấy là một cái vùng đề tài rất đặc biệt, nếu mà riêng Hà Giang của tôi là đã khoảng hơn 20 dân tộc rồi, hơn 20 thành phần dân tộc rồi. Tôi hay viết về người Mông, nhưng người Mông chỉ là một trong những tộc người của Hà Giang thôi. Và 20 cái tộc người đấy là 20 cái nền, 20 cái kho tàng văn hóa cực kỳ đồ sộ và khác biệt. Không có dân tộc nào giống dân tộc nào cả. Có khai thác đến bao nhiêu năm nữa thì tôi nghĩ là còn lâu chúng ta mới khai thác hết. Nhưng mà tại sao tôi nghĩ là nếu mà xét về mọi phương diện ở cái khía cạnh chủ quan thì tôi nghĩ là đến bây giờ nó rộ lên là bởi vì như này, như những cái mà chúng ta đề cập lúc nãy là các nghệ sĩ nhận ra cái đề tài nó rất là hay. Nhưng mà nó có một cái nữa là cái điều kiện để khai thác ấy. Tôi nói ví dụ như là cách đây thời điểm mà tôi bắt đầu chuyển về văn nghệ quân đội, về Hà Nội làm việc cách đây hơn 20 năm, tôi về năm 2001 tới bây giờ là 22 năm, thì khi đó mà tôi muốn về quê ấy là tôi phải đi mất 8 tiếng trên những chuyến xe khách lèn chặt không thở được, thậm chí là phải đứng, cực kỳ vất vả luôn. Và bây giờ chúng tôi có thể về nhà chỉ mất độ khoảng 5 tiếng thôi, và sắp tới có thể rút xuống chỉ còn 4 tiếng thôi. Tức là cái điều kiện, cái cơ sở vật chất nó đã nâng lên rất là nhiều rồi. Cho nên là cái điều kiện mà để cho các nghệ sĩ có thể tiếp cận, có thể khai thác, có thể xây dựng, ví dụ nếu mà nói về điện ảnh là có thể thực hiện những bộ phim ở miền núi không khó khăn như là 20 năm trước nữa. Tôi nói chỉ ví dụ có 20 năm thôi đấy, mà nó đã thay đổi khủng khiếp như thế rồi. Đấy là tôi nghĩ đấy là cái lý do về mặt xã hội, cái điều kiện ở bên ngoài là tác động. Khi mà người ta đã thưởng thức rất nhiều các cái đề tài rồi, tất cả các lĩnh vực văn học nghệ thuật đã khai thác rất nhiều đề tài, rất nhiều vùng văn hóa, rất nhiều khu vực văn hóa rồi, thì đến bây giờ là cái lúc mà người ta rất muốn là mặc dù vẫn thuần Việt, mặc dù vẫn là một cái dung mạo Việt Nam, nhưng mà nó phải khác biệt, nó phải mới. Thế thì buộc đặt lên một cái áp lực lên vai các nghệ sĩ là phải đi tìm những cái mới. Mà cái mới nó có ở đâu xa đâu, nó vẫn chỉ loanh quanh trong tổ quốc của chúng ta trên hình chữ S, chứ nó có đâu xa đâu. Nó chỉ vất vả hơn thôi. Tức là đi từ cái gốc ấy, đơn thuần mình tìm cái lạ thôi, mình khai thác thì nó cũng không bền ấy, em nghĩ vậy. Bản thân cái gốc nó đã là cái lạ rồi mà. Tôi nói cái lạ chính là cái nền tảng văn hóa đấy. Cái khu vực văn hóa, tôi nói chỉ ví dụ thôi. Ví dụ tôi so sánh giữa người Mông và người Kinh đi. Nó có mấy cái yếu tố này. Thứ nhất là về mặt ngôn ngữ, đúng không? Đã. Tiếng nói, chữ viết, có dân tộc có chữ viết, có dân tộc không có chữ viết. Thứ hai là về mặt trang phục. Thứ ba là về mặt phong tục tập quán. Cái phong tục tập quán này thì nó có tập quán canh tác, nó có phong tục có liên quan tới những cái gọi là dễ hiểu đời sống tâm linh, ma chay cưới xin, tức là cái sự khác biệt giữa các dân tộc. Thế thì bản thân mỗi cái dân tộc như thế nó đã là một cái sự khác biệt rồi mà. Cái sự khác biệt đấy nó chính là giá trị. Cái lạ nó không phải chỉ là trên bề mặt, không phải là chỉ vài cái điệu dân ca hay là mấy cái trang phục màu sắc rực rỡ của các dân tộc nó khác nhau. Đấy, ý tôi nói rằng là người ta khai thác không phải là chỉ khai thác cái bề mặt. Cho nên đừng bao giờ sợ cái việc lạ khiến cho người ta chán, hay là nó quá nông, hay là nó không đủ chất liệu. Chỉ đi với một dân tộc thôi thì cả một cuộc đời của một nghệ sĩ đã không hết rồi. Chứ đừng nói chỉ đến mấy chục dân tộc mà chúng ta có.
Đấy, ý tôi muốn nói là cái sự lạ nó nằm ở một cái tầng lớp rất là dày như thế, một cái vỉa tầng cực kỳ dày như thế. Cho nên đừng bao giờ sợ là người xem sẽ cảm thấy là thôi hết vốn rồi, các ông các bà làm về dân tộc thiểu số như thế là hết vốn rồi. Còn lâu mới hết, làm sao mà hết được. Trở lại với ý một là chị có thấy cái điểm khác biệt nào trong tư duy của người khi mà khai thác cái đề tài này so với trước đây? Khác chứ. Thế hệ như tôi so với các bác trước, ví dụ như bác Tô Hoài hay bác Ma Văn Kháng đã khác. Tôi đã từng nói rằng là cái khả năng tưởng tượng tức là hư cấu đấy của một nhà văn thôi nhá, anh có cao siêu đến đâu đi chăng nữa thì cũng không là cái gì so với thực tế đời sống. Đời sống nó phong phú vô cùng. Cái văn chương của tôi viết về người Mông ở vùng Việt Bắc hay là Tây Bắc ở những năm 2000 nó phải khác so với bác Tô Hoài, bác cứ viết từ những năm 40-50 của thế kỷ trước chứ, đúng không? Chính xác. Bản thân đời sống của người Mông nó đã thay đổi rồi mà, người ta đã thay đổi rất nhiều rồi mà. Thế thì phải có sự khác biệt chứ. Cái sự khác biệt của nghệ sĩ ấy, thực ra nó đi sau cái sự khác biệt, sự thay đổi một cách đương nhiên và tất yếu của tất cả những cái vùng văn hóa đấy. Bản thân đời sống nó đã vận động ghê gớm rồi. Và việc của người nghệ sĩ là gì? Là quan sát, cảm nhận, thể hiện, đúng không? Thế thì cái đời sống nó thay đổi như thế thì thế hệ nghệ sĩ cũng phải thay đổi chứ. Chưa kể là nghệ sĩ cũng nghệ sĩ trẻ nữa. Nghệ sĩ như tôi bây giờ đã là già rồi. Còn các bạn 8X, 9X phía sau này các bạn sẽ có những cách quan sát khác, cảm nhận khác. Thậm chí là các bạn sẽ hơn chúng tôi rất nhiều ở việc là các bạn sẽ có cái kiến thức rất là sâu rộng về văn hóa của rất nhiều tộc người ở trên thế giới để các bạn ấy soi vào rồi. Đấy là đã vượt qua chúng tôi rất là xa. Thế thì rõ ràng nó phải khác về mặt tư duy chứ. Ở đây em muốn đào sâu thêm một cái nhánh nhỏ nữa là ở đây thì không phải là trong văn học nhé, mà là bên ngoài mảng ca nhạc đi chẳng hạn. Trước đây thì họ ưa chuộng những phong cách sáng tác nhạc của họ kiểu Hàn Quốc hoặc là kiểu Âu Mỹ, nhưng gần đây thì họ lại quay về lân la Việt Nam ấy. Theo chị là tại sao lại có cái sự thay đổi này? Nó có phải là một cái vòng lặp không? Là một cái chu kỳ không? Tôi thì không phải là một nhà phê bình, tôi cũng không phải là người nghiên cứu, tôi cũng không phải là cái người mà có khả năng để mà quán xuyến tất cả các lĩnh vực. Nhưng tôi nghĩ là bạn nói đến âm nhạc thì thực ra văn học cũng thế, kể cả điện ảnh, kể cả các lĩnh vực khác, người ta đều có xu hướng quay trở về cái nguồn cội, quay trở về cái gốc. Bởi vì đến một lúc nào đấy, khi mà người ta cứ vươn ra bên ngoài ấy, và người ta nghĩ rằng cái việc vươn ra đấy người ta sẽ chạm tới thế giới ấy, thực ra đấy là một cái tư duy nó nhất thời đó. Nhưng mà đến một lúc nào đấy, tôi nghĩ là một khoảng thời gian rất ngắn thôi, thì bản thân công chúng người ta đã đòi hỏi là khi mà tôi xem cái chương trình nào đấy, tiết mục nào đấy, một tác phẩm nào đấy của nghệ sĩ người Việt, tôi phải tìm thấy yếu tố Việt Nam ở trong đấy. Bản thân nghệ sĩ phải đứng trước cái sức ép đấy. Và cái điều này tôi đã nghe các bạn trẻ thế hệ 9X, các nhà văn, các bạn ấy thổ lộ về cái điều này ở trong một tọa đàm rất là hay rồi, của chính các bạn ấy nói ra. Bây giờ các bạn ấy hơn chúng tôi ở chỗ là ngày xưa tôi viết thì bọn tôi viết là bọn tôi cứ viết đấy. Cách đây 20 năm, cái sự phản hồi tương tác với độc giả cực kỳ ít, làm gì có cơ hội. Thỉnh thoảng lắm thì nhận được một lá thư của độc giả gửi về cho mình để biết rằng là họ có cảm nhận thế nào về tác phẩm của mình. Còn bây giờ là tác phẩm của các bạn ấy khi tung ra phát là có phản hồi ngay lập tức. Và các bạn ấy cũng khác hẳn với chúng tôi là các bạn ấy có gần như có một cuộc khảo sát, là các bạn đặt ra câu hỏi là độc giả bây giờ đang yêu cầu gì ở các bạn ấy. Và các bạn ấy nói là như này: chúng tôi rất ngỡ ngàng khi mà chúng tôi đang cố gắng để vươn ra để chạm tới thế giới thì độc giả yêu cầu chúng tôi một câu này: hãy viết thuần Việt đi. Thế là chúng tôi loay hoay đi tìm một cái câu trả lời là thuần Việt là gì. Cho nên tôi nghĩ đấy là một cái yêu cầu nó mang tính tất yếu mà nó được đặt ra từ phía công chúng đấy. Người nghệ sĩ làm gì cũng phải lắng nghe công chúng nhé. Và cơ hội may mắn nhất, cái may mắn nhất của người nghệ sĩ hôm nay là được nghe thấy công chúng phản hồi. Đấy là hơn thế hệ trước rất là nhiều. Tất nhiên nó cũng sẽ có hay và dở. Cái dở nó sẽ ở chỗ là bởi vì là nghe quá nhiều phản hồi, thế cho nên là không biết cái nào hay, cái nào dở, không biết nên theo cái gì, giống như kiểu đẽo cày giữa đường ấy. Đôi khi là sẽ bị bối rối, đôi khi là sẽ bị hoang mang. Thế cho nên phải cần một cái sự rất là điềm tĩnh. Người ta nói là nghề chọn người, nhưng mà với chị thì em nghĩ là đề tài chọn chị rồi. Vì rõ ràng là chị theo cái đề tài này hơn 20 năm, mà bây giờ nó lại đang trên cái đà phát triển rất là mạnh. Tôi nghĩ là tôi may mắn đấy. Tôi là người rất là may mắn so với các bạn cùng thế hệ bấy. Tôi được sinh ra lớn lên ở trong một cái vùng văn hóa quá đặc biệt. Các bạn tôi thế hệ cùng với tôi mà những người mà viết văn sung sức nhất từ những năm tầm được khoảng 20, 25, 30 tuổi thì rất nhiều người chững lại rồi. Bối rối vì không biết viết gì nữa. Bởi vì có lẽ là họ đã chọn không chính xác lắm cái đề tài gan ruột của họ. Tôi thì tôi nghĩ là một phần là nếu mà nói là đề tài chọn tôi thì nó cao siêu quá. Tôi nghĩ đơn giản một điều là tôi chọn cái đề tài đấy vì thuần túy nhá, là vì tình cảm đấy, chứ không phải vì tôi thông minh đâu. Tố chất thiên bẩm của chị thì sao?
chị cứ nhận nó đi. Lúc tôi mới viết văn từ năm độ khoảng năm 94-95, tôi đã viết cho Tiền Phong. Thời đấy là báo Tiền Phong có cái trang chuyên mục tác phẩm tuổi xanh và năm nào cũng trao giải, rất là nổi tiếng. Rất nhiều nhà văn thành danh từ tác phẩm tuổi xanh đấy. Thì cái lúc mà tôi mới viết văn ấy, tôi đâu có viết về dân tộc thiểu số miền núi đâu. Tất cả những tác phẩm mà tôi đoạt giải ở Tiền Phong đều chẳng liên quan gì đến miền núi cả. À có, nhưng rất là ít và tôi viết rất là ngây ngô. Nhưng mà đến một cái thời điểm mà khi mà tôi viết về miền núi nhiều nhất chính là lúc mà tôi không còn ở miền núi nữa. Tôi rời khỏi miền núi, luôn luôn lúc nào cũng ngoái đầu quay lại. Tôi là cái người tôi cảm giác là tôi đi đâu tôi cứ ngoái đầu lại, tôi nhìn miền núi của tôi ấy. Lúc nào tôi cũng muốn quay về, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng là tôi sinh ra ở miền núi và tôi muốn sau này tôi chết đi, tôi chết ở miền núi. Tức là nó là một cái vùng đất mà mình đã quá gắn bó ấy. Nó có những cái kỷ niệm quá đẹp, nó có một cái tuổi thơ ấu rất là đẹp, nó có gia đình, bố mẹ, bạn bè, tất cả cái ký ức quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất gắn bó với tôi, gắn liền với miền núi cả. Khi mà tôi rời đi, tôi không còn ở miền núi nữa. Tất cả tình cảm, cái sự nhớ nhung lúc nào cũng ngoái đầu lại như tôi nói, đó là lý do, cái động lực, cái nền tảng để cho tôi viết về miền núi trong suốt bao nhiêu năm qua. Cái việc mà tôi viết về miền núi suốt là bởi vì tôi muốn viết. Tại vì tôi cảm thấy là tôi viết bao nhiêu cũng không đủ, giống như kiểu là yêu mẹ mình ấy. Tôi nghĩ là tôi viết cả đời, tôi viết ở miền núi tôi cũng không chán ấy. Tôi không chán. Thế cho nên là cái việc mà tôi rời đi, mặc dù đúng là cái chuyện là mình không muốn thật, nhưng cuộc sống thì đôi khi nó có những khúc ngoặt mà mình không thể nào mà tránh được, mình vẫn phải bước theo cái khúc ngoặt đấy thôi. Thế nhưng mà chính những cái khúc ngoặt mình cảm thấy là mình muộn phiền nhất, cái khúc ngoặt nó khiến cho mình cứ bị nhớ nhung, mình cứ bị nuối tiếc mãi ấy, thì nó cũng là, nó lại mở ra một cánh cửa để cho mình bước chân vào cùng với văn chương. Nó là sự may mắn để cảm thấy có cái gì đấy nó hơi nhẫn tâm ấy. Nhưng mà đúng là cái khúc ngoặt, tôi ví tôi giống như một cái cây mà tôi bị nhổ khỏi miền núi ấy, cắm xuống thành thị ấy. Mà mình buộc phải sống ở thành thị, mình buộc phải sống chứ. Thế nhưng mà nó có một cái rễ thì đó, nó rất là nhỏ, rất là dài và nó vẫn cứ nối mình, nó vẫn, thực ra nó vẫn là cắm ở cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên ấy. Mặc dù là mình đã mọc lên, mình đã lớn lên, mình đã trưởng thành, thậm chí mình đang già đi ở một cái vùng đất khác rồi. Chị ví mình như một cái cây ở Hà Giang ở miền núi bị chuyển về thành thị. Chị thấy là mình đang được cảm giác như trồng ở công viên hay là trồng ở ngoài phố. Tôi không có cái tư duy về cái việc là tôi bị cắm ở đâu, mà nói chung là tôi đang bị cắm ở phố phường. Nhưng mà tôi tự nhận thấy là mình có một cái khả năng thích nghi khá là tốt. Tôi có từng viết ở trong một cuốn sách, quan trọng nhất là mình dọn cho mình một cái ổ ấy, để mà mình xếp, mình vừa vặn ở trong đấy. Mình cứ yên ắng, mình làm cái công việc, mình sống cuộc sống nhỏ bé của mình. Mình nuôi đam mê của mình. Thế cái đam mê của tôi nó giản dị, đam mê của tôi có gì đâu, đam mê của tôi có mỗi viết văn thôi mà. Thế tôi nghĩ là viết văn để ở đâu chả biết được. Thực ra thì tôi có ở Hà Nội hay tôi ở đâu chăng nữa thì tôi cũng sẽ vẫn chỉ viết ở miền núi thôi. Cho nên Hà Nội thì nó cũng vẫn chỉ là nơi để ở thôi mà. Từ giản dị là cái từ mà bây giờ nó rất là gọi là nhào nhỉ. Đại loại là những người trẻ như bọn em cảm thấy rất là thèm khát. Nếu như mà để bóc tách sâu hơn chắc là nó sẽ thuộc cái kiểu là chị vừa có một cái nghề phục vụ cái đam mê của mình mà lại vừa giúp chị kiếm được ra cái phần thu nhập kinh tế để nuôi sống bản thân. Đáp ứng được cả hai cái đó đối với bọn trẻ như bọn em khá là khó. Bọn em hiện tại thì chắc là chỉ có thể lựa chọn một trong hai. Một là đam mê, hay là công việc kiếm mất tiền, sau đó sẽ dùng một cái để bù đắp cái còn lại. Tôi cũng phải trải qua chứ. Ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào ấy chăng nữa, mình phải là người chủ động. Mình phải làm chủ được cái cuộc đời của mình. Và mình muốn làm chủ được thì đầu tiên là phải nuôi sống được bản thân mình đã. Làm gì cũng phải thực tế. Mặc dù tôi viết văn nhưng tôi là người sống không hề trên mây một tí nào. Bởi vì là có những cái áp lực các bạn trẻ, đặc biệt là với các bạn mà còn chưa lập gia đình, thì các bạn còn được quyền có thể một tuần liền hết tiền, có thể chậm tiền nhà độ khoảng nửa tháng nói với chủ nhà. Nhưng mà đến khi các bạn làm bố làm mẹ thì các bạn không được quyền để những cái điều nó xảy ra nữa. Khi mà đã phải có trách nhiệm đối với không phải bản thân mình, không chỉ bản thân mình nữa mà còn với những người khác nữa, thì lúc ấy phải thực tế. Sống phải thực tế. Cuộc đời nó tự dạy những cái điều đấy thôi chứ bố mẹ dạy không nghe đâu. Tôi ngày xưa bố mẹ tôi nói tôi cũng chẳng nghe. Tôi có một cái quan điểm rằng là văn chương là cái thứ mình rất là say mê. Nó là cái thứ mà khiến cho mình cực kỳ hưng phấn, rất là thăng hoa, mình rất là hạnh phúc. Mình sung sướng gặm nhấm nó một mình, như mình có chia sẻ được với ai, mình chia sẻ người bên cạnh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại hạnh phúc, mình lại phấn khích như thế. Thực sự là cho đến thời điểm này, nếu mà nói ở Việt Nam, rất ít nhà văn có thể sống được bằng nghề, hiếm lắm. Thế cho nên là một năm có 12 tháng thì cộng tất cả cái khoảng thời gian mà tôi gọi là tôi thăng hoa, tôi để dành cái niềm hạnh phúc cho mình về cái việc viết văn, là nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng 2 tháng thôi. Có 2 tháng khác phải làm những việc khác chứ. Những viết văn thì làm sao mà nuôi con được. Nói chung ấy, tôi nghĩ nghệ thuật để mà lo được cho cuộc sống thường nhật nó là một thứ xa vời lắm. Người ta rất là say mê nó, người ta rất là mê mải với nó, nhưng mà dùng nó để lo cho cuộc sống thì phải nói là không tưởng.
Em xin phép phải hỏi chị một cái câu mà có thể là câu này nó sẽ hơi chệch cái kịch bản một chút, nhưng mà em phải hỏi. Tức là bây giờ ấy, nó là trend thôi, nhưng mà em nghĩ là cái trend này nó không phải là trend bề nổi, mà nó có cái lý do sâu xa của nó. Ừ. Cái từ là flex, dịch ra tiếng Việt sắt nghĩa là khoe khoang. Thì em đọc được là sở biết là đến bây giờ mà cái trào lưu đấy nó nổi lên là vì kiểu trước đây những cái thành tựu, những thành tích, ví dụ như chị chẳng hạn có những thành tích, nhưng mà mình cứ kiểu như mình bị khiêm tốn nó quá, mình không dám thừa nhận là mình có thành tích này, tại vì mình thấy nhiều người có thành tích tốt hơn và mình cất giấu thành tích này ở. Nhưng mà bây giờ với cái thế hệ Gen Z, Gen Alpha thì họ sẵn sàng là họ khoe thành tựu của mình ra. Ở đây mình không hiểu là khoe vật chất, mà là khoe cái cá tính của mình, khoe những cái thứ mình làm được dù là nó rất là nhỏ, để được sự công nhận, để được sự chứng minh. Chị có thấy là nó có cái điểm tương đồng nào trong những cái thành tích của chị đạt được? Chị có cảm thấy có cái sự khác biệt nào giữa thế hệ của chị và thế hệ trẻ hơn chị không? Gen Z hoặc là Gen Alpha không? Tôi nghĩ là cái trend đấy nó giống như một cái cơn sóng ấy. Sự kiện nào cũng thế, và tôi nghĩ cái trend flex nó cũng thế thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng như này, một phần nó là sự khác biệt thế hệ. Thực ra thế hệ bọn tôi cũng có những người rất là thích khoe khoang, rất là thích kể thành tích, rất là thích tuyên bố, rất là thích thể hiện. Nhưng mà cũng có những người họ chả nói cái gì cả. Thậm chí là thấy những người càng tài giỏi người ta lại càng chả nói gì cả. Tôi học được bài học từ họ đấy. Thật ra những gì mình làm được nó thấm tháp vào đâu đâu. Tôi nghĩ tôi chả làm được cái gì, mấy cái cuốn sách ấy thực ra nó chỉ có phục vụ cái ham muốn của bản thân mà. Là mỗi nhà văn là viết vì bản thân mình mà. Mỗi bản thảo, mỗi cuốn sách nó chỉ có giá trị nhất đối với tôi khi mà tôi đang viết nó. Khi mà tôi đang để cho một nhân vật của tôi, các nhân vật của tôi diễn biến, cái cuộc đời của họ diễn biến, họ đi qua những khúc quanh như thế, đi qua những chồi sụt thăng giáng như thế, đi qua hạnh phúc và bất hạnh như thế. Thực ra nó còn chỉ có ý nghĩa, rất ý nghĩa nhất những cái lúc đấy thôi. Chứ còn khi mà tôi đã đặt dấu chấm cuối cùng cho tác phẩm đấy rồi, tôi chuyển đi nhà in một cái là nó đã rời khỏi tôi rồi. Nó không còn cái sự hưng phấn nhất là sự hưng phấn khi viết. Thế thì chính là bởi vì là tôi luôn luôn nghĩ là cuốn sách nó có số phận riêng của nó. Cho nên tôi không nghĩ quá nhiều về cái việc là mình đã làm được cái gì, mà tôi chỉ nghĩ rằng là mình đang được làm cái việc mình rất là thích, và mình rất là may mắn trong cuộc đời này mình có một niềm say mê như thế. Đúng rồi. Tôi nói với các con tôi là mẹ nghĩ rằng là người ta sẽ rất là bất hạnh nếu như trong suốt cuộc đời người ta không có một niềm say mê nào. Thì say mê mà nó sẵn sàng là bỏ ăn bỏ ngủ cho nó đắm đuối vào cái việc đấy, cái cuộc sống nó sẽ rất là buồn, nó phí ấy. Người ta sống trên đời nó cũng có một cái say mê gì đấy chứ. Cái này chắc là cho em xin phép được cảm thán một câu, đấy là kể cả chị hay là những về sau chị mà có share cái podcast này cho những người đồng nghiệp của mình, thì em cũng mong là các anh các chị các bác khoe nhiều vào, flex nhiều vào. Tại vì mọi người không khoe thì những cái người mà làm podcast bọn em bọn cháu ấy, nhất là những người làm ngoài ngành như em, thì không biết có cái gì để mà khai thác. Mỗi đời một con người đều là một cuốn tiểu thuyết rất là dày. Vấn đề chỉ là người ta có khai thác không, người ta có bộc lộ hay không. Ví dụ như là khi mà tôi viết cuốn tản văn gần đây, mọi người rất là thích. Mọi người nói rằng là cái việc mà tôi viết về tuổi thơ của tôi ấy, là gợi cho họ bao nhiêu ký ức đẹp về tuổi thơ của họ mà nó đã quên bẵng đi rồi. Vì rất nhiều cái áp lực của cuộc sống, vì rất nhiều những cái việc mà người ta phải giải quyết, những việc to lớn mà người ta quên bẵng lên là người ta đã từng có một cái tuổi thơ rất là đẹp. Nó trong trẻo vô cùng, nó đẹp vô cùng, và nó là một cái thứ tài sản vô giá. Nhưng mà bởi vì là khi họ đọc sách của tôi thì họ mới thấy. Khi mà họ nói như vậy thì tôi nói rằng là tôi phải thú thực một điều là tôi thấy là tôi hạnh phúc hơn anh chị ấy. Bởi vì tôi được viết ra tất cả những điều đó. Mỗi lần tôi viết là một lần tôi sống lại cái khoảng thời gian đấy. Tất cả mọi thứ hồi ức nó sống động trở lại. Và tôi thấy tôi hạnh phúc vô cùng. Và tôi nghĩ là tôi may mắn hơn mọi người ở chỗ đấy. Đấy thì tiếp nối về cái câu chuyện mà em nói về nhà văn mà là người gốc miền núi, thì ở đây em thấy là có hai kiểu. Thứ nhất là sẽ có một kiểu là như em nói là gốc. Thứ hai sẽ là người ngoài nhìn vào, giống như chị. Thật ra chị em không nghĩ là người ngoài nhìn vào hẳn, nhưng mà em tìm hiểu thì em được biết chị là sinh ra ở miền núi trong một ngôi nhà của người Tây, nhưng mà gốc gác chị thì lại không phải là người miền núi hay là người dân tộc. Đối với chị là điểm lợi thế của chị so với cái người mà gọi là gốc miền núi họ viết văn là gì ạ? Đúng rồi, người ta chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất là những tác giả là người dân tộc thiểu số, viết về vùng văn hóa của họ, viết về dân tộc họ. Thứ hai là những tác giả là người Kinh nhưng lại viết về dân tộc thiểu số. Tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi vừa là người từ trong nhìn ra, vừa là từ ngoài nhìn vào. Nói chỉ từ trong nhìn ra là bởi vì tôi sống ở trong cái môi trường của họ, nhưng tôi không phải là họ. Nhưng mà tôi đủ hiểu họ. Nhưng tôi vẫn là người bên ngoài, tôi không thuộc với cái cộng đồng của họ. Tức là tôi không phải họ thì đúng hơn. Khi mà tôi là người dân tộc Kinh, tôi có thể viết về người Mông, tôi có thể viết về người Tày, tôi có thể viết về người Dao, các dân tộc khác. Miễn là tôi có quan sát. Và khi người ta đã có quan sát, người ta có một cái kỹ năng ấy. Nói chính xác hơn là khai thác tư liệu, nó có một cái kỹ năng để mình tiếp cận vào một cái vùng văn hóa như thế nào, tiếp cận vào một cái dân tộc đặc biệt nó như thế nào, tiếp cận theo hướng nào để có thể hiểu họ nhanh nhất.
để có thể nắm được những vấn đề cốt lõi nhất của họ, ít mất thời gian nhất. Thì đấy là cái kỹ năng mà mỗi nhà văn là tự tạo ra thôi. Cái lợi thế đầu tiên là tôi có thể viết về rất nhiều dân tộc khác, nhưng mà các nhà văn mà là người dân tộc thiểu số ấy, họ chỉ viết về dân tộc của họ thôi. Đấy là cái mà tôi quan sát được từ thực tế nhá. Cái sự khác biệt lớn nhất là như thế. Thế mà khi mà tôi viết về họ ấy, tôi có một cái sự so sánh giữa họ với các dân tộc khác, và tôi sẽ tìm cách để tôi làm bật cái sự khác biệt nhất của họ lên. Nếu như chính họ, họ chỉ viết về dân tộc họ thôi, thì có cái gì là họ viết hết. Họ bày ra hết. Và bày ra có thể nó có những cái chúng ta phải hiểu là những cái vùng dân tộc thiểu số mà các dân tộc mà họ sống cùng với nhau cùng một loại hình canh tác chẳng hạn. Thì canh tác, cái phong tục tập quán, tức là cái tập quán canh tác này, nó liên quan, nó tác động rất nhiều tới cái phong tục. Thế cho nên nó có cái sự giao thoa giữa các cái dân tộc đấy, có những cái rất là giống nhau, nhưng mà bản thân họ không biết, họ có nhận ra đâu, họ không nhận ra cái điều đấy, bởi vì họ không có cái sự quan sát, không có cái sự so sánh để bên ngoài nhìn vào. Đấy, thì tôi nghĩ là có một lợi thế như thế. Thế nhưng mà cái mà tôi không bằng họ là như tôi nói là tôi không phải họ, tôi không nói được tiếng nói của họ, tôi không có được cái cảm xúc, đặc biệt là về mặt tâm linh, vì tâm linh là cần rất là quan trọng trong kho tàng văn hóa truyền thống của các dân tộc. Tâm linh mới là cái phần hay nhất. Ví dụ như người Tày hoặc là người Mường, người Tày chẳng hạn, là khi một người chết đi như ngày trước ấy, là người ta có thể để cái thi hài đấy ở trong nhà 10 ngày, bất kể là mùa đông mùa hè gì nhá. Và trong 10 ngày đấy là sẽ có một ông then, ngày nào ông cũng đến ông ngồi hát từ sáng đến tối. Ông chỉ nghỉ ăn cơm uống nước xong ông lại ngồi ông hát. Mà ông hát là không có sách vở gì hết. Thế thì cả một cái hành trình hàng 10 ngày làm đám tang như thế, ông hát thì bạn thử hình dung là cái dung lượng mà ông ấy hát nó là bao nhiêu, nếu như mà in ra thì nó là bao nhiêu trang giấy. Và đặc biệt cái nội dung của nó hay vô cùng tận luôn. Nó hay lắm. Nó là một cái câu chuyện để người ta, nó là một câu chuyện rất là dài. Nó giống như là người ta bắc một cây cầu ấy, để dẫn người chết từ thế giới người sống sang lên thế giới người chết. Cho nên tôi nói rằng là cái đời sống tâm linh ấy, mình ở bên ngoài nhìn vào, mình chỉ có thể quan sát, mình chỉ có thể thu thập tư liệu thôi, nhưng mình không thuộc về nó. Thì cái mà tôi nghĩ là tôi thấy tiếc nhất, tôi không thuộc hẳn về một cái vùng tâm linh như vậy của bất kỳ dân tộc thiểu số nào. Kể cả khi mà chị đã thực sự bị trải nghiệm nó thì vẫn không thể có được ở đây, đúng không? Không, làm sao có được, mình đâu có phải họ. Phải là họ chắc chắn là mình sẽ có những cảm xúc rất là khác. Ví dụ như với đối tượng độc giả thì sao? Của chị là người Kinh, người hiện đại và người Tây chẳng hạn, thì nó có cái sự khác biệt không? Chị có làm khảo sát cái đấy không? Làm sao mà khảo sát được chứ? Làm sao mà tôi có thể làm một cái cuộc khảo sát đấy đến xã hội học, là xem bạn đọc của tôi có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là người Tây hay người Mông ở trong đấy. Khảo sát làm sao nổi? Mà tôi nghĩ là tôi chẳng việc gì mà tôi phải đi làm một cái việc nó mất công như thế. Cả việc của tôi là tôi viết văn thì tôi có viết văn đấy chứ. Tức là số đông sẽ vẫn là người Kinh đúng không ạ? Số đông là người Kinh chứ. Đương nhiên rồi. Văn học nói chung là văn học nói chung ấy, thì phần đông bạn đọc là người Kinh chứ. Đó. Bạn đọc người dân tộc thiểu số mấy đâu, ít lắm. Con chị có đọc tác phẩm của chị không? Không, con tôi chả đọc. em thấy đấy là một cái điều nó rất là thú vị nhá. Mình lạ là một cái gì đấy, kể cả là podcast cũng thế, nhưng người xung quanh mình thì không hưởng nhiều, nhưng mà người ngoài thì lại rất là thích. Bố mẹ tôi cũng chả đọc, anh tôi thì chắc là có đọc. Còn bây giờ thì có chồng đọc. Chồng đọc từ bản thảo. Nhưng mà nếu như mà để nghĩ theo một hướng tích cực thì chị có nghĩ là do họ đã hiểu mình không? Ở gần mình nhiều quá rồi cho nên họ cũng chẳng cần đọc tác phẩm của mình. Tôi không rõ là bởi vì ví dụ như nhà tôi, cái thói quen đọc sách của tôi là do bố tôi với các anh trai tôi tạo ra đấy chứ. Mọi người cũng rất là thích đọc sách. Ví dụ như mẹ tôi thì rất hay đọc những bài báo, mọi người viết về con gái, hoặc các bài phỏng vấn, con gái trả lời phỏng vấn, hoặc là các chương trình truyền hình, hoặc là podcast như bạn làm. Mẹ tôi biết là chắc mẹ tôi cũng nghe đấy, mẹ tôi sẽ lắng nghe hết đấy. Nhưng mà bảo đọc tác phẩm của con thì không đọc. Giữ hết cả bộ nhưng không đọc. Tất cả các cuộc ra mắt sách của con thì cả nhà đều đến nhưng mà không đọc. Cái này thì em đồng cảm được. Tại vì đúng là sách thì nó sẽ mang tính chất là lưu trữ nhiều hơn, kỷ niệm nhiều hơn. Mà nếu mà để tìm hiểu thì nó sẽ nghe. Mà tôi nghĩ là cũng hay không đọc. Cho nhanh, chắc là cho nhanh. Em vẫn bị ám ảnh bởi cái con số. Chắc là nói với chị thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Về con số người ta thường so sánh số và chất ấy. Nhưng mà em vẫn bị ám ảnh về con số mỗi năm chị xuất bản một quyển sách. Nó là một cái năng suất rất là khủng khiếp. Chị có nghĩ là mình là cái người làm nghệ thuật, bản thân chị có cái điểm chạm, cái sự rung cảm mạnh hơn người bình thường trong cái sự biến chuyển ra to của thế giới không? Nếu như đặt ở trong bối cảnh hiện tại, có thể nói là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà tiền và quyền, cái vật chất chi phối quá là mạnh và giá trị tinh thần dường như là nó bị xem nhẹ hơn. Cái điểm chạm hay là sự rung cảm mà chị nhận, cảm nhận được với tư cách là một nhà văn, một nhà sáng tạo nghệ thuật, nó được phát huy trong công việc của mình như thế nào? Bạn hỏi thế cũng hơi khó hình dung. Tôi hiểu cái ý của bạn. Dạ. Trước tất cả những vấn đề hay những cái biến động của đời sống xã hội nói chung, từ cái to đến cái nhỏ, bản thân nghệ sĩ là những người nhạy cảm nhất.
bản thân họ đã nhạy cảm rồi, bởi vì không nhạy cảm thì không làm nghệ thuật được, đúng không? Đúng rồi, nhạy cảm, cái này quan nhận. Sát, suy nghĩ một cách hài hước, nó giống như kiểu trên đầu mỗi người đều có hai cái anten ấy. Những người làm văn học nghệ thuật họ nhạy cảm hơn, họ dễ xúc động hơn. Vậy thì cái sự sáng tạo nó có từ đấy mà ra không? Tất nhiên. Chị nhìn thấy cái ảnh thấy thì chị sẽ có thể viết được luôn thành một quyển sách chẳng hạn. Tất nhiên. Hoặc viết thành một cái gì đó. Đúng rồi, hoàn toàn có thể. Ừ. Tôi hoàn toàn có thể là nhìn một hình ảnh ở đấy tôi nghĩ được một cái tản văn cơ. Mình đã hình dung ra một câu chuyện ở đằng sau rồi. Ừ. Cái suy nghĩ nó rộng hơn rất là nhiều cái tưởng tượng của người ta ấy. Tức là mỗi cái hình ảnh như thế, mỗi cái chi tiết như thế ở trong mọi chi tiết ở trong đời sống nó đều có thể khiến cho người ta nghĩ ra rất nhiều thứ khác. Thì đấy là cái việc của ông nhà văn đấy. Ông nhà văn đầu óc có bao giờ đứng yên đâu, không bao giờ đầu óc tĩnh cả. Ừ. Lúc nào cũng đang nghĩ một cái gì đấy. Mà nếu như mà ngược lại, có cái trường hợp nào mà chị cảm thấy sự sáng tạo của mình bị bế tắc không? Nó sẽ đến từ bên trong chị hay là đến từ bên ngoài? Bế tắc ấy à? Tôi không gặp cái tình huống đấy. Bây giờ các bạn trẻ hay nói là bí ý tưởng ấy, kiểu vậy. Như tôi nói rằng là cái khả năng tưởng tượng của nhà văn có phong phú đến đâu thì nó cũng không thể nào đuổi kịp cái thực tế đời sống mà. Tôi luôn luôn ở trong cái tình trạng là tôi làm không kịp ấy. Đấy là chị có nhiều việc để làm. Đúng là nó lúc nào nó cũng quá nhiều việc ấy. Mọi người cứ hay hỏi nhau là dạo này viết gì không thì tôi chẳng biết trả lời như thế nào, bởi vì lúc nào tôi cũng đang viết không phải là một thứ, mà lúc nào tôi cũng đang làm 2-3 việc một lúc. Cho nên cái chuyện mà gọi là bí ý tưởng thì ít gặp lắm, không gặp. Tôi chỉ có một thời gian quả thực tôi chững lại một chút khoảng sau khi đoạt giải của văn nghệ quân đội tầm độ khoảng 3-4 năm. Cái thời đó là tôi bị một cái chuyện này, tức là mình phải tự nhận ra thôi là tôi rất là thích văn học Nga, tôi rất là thích ông Ivatov. Khi mà tôi viết ra hàng loạt chuyện ngắn, hồi mới viết là tôi chưa viết tiểu thuyết mấy, toàn viết chuyện ngắn, tôi tự cảm thấy là mình bị ảnh hưởng ông ấy nhiều quá ấy. Tức là mình cảm thấy hơi văn của mình, tư duy của mình, cách xây dựng nhân vật cũng như xây dựng câu chuyện của mình là bị ảnh hưởng ông ấy rất là nhiều. Thế mà mình phải dừng lại. Tôi dừng lại mất độ khoảng 1 năm ấy. Dừng lại 1 năm không viết gì. Đấy là cái năm duy nhất mà tôi không viết gì. Không nhớ chính xác khoảng năm bao nhiêu, nhưng mà chắc là khoảng 2006, 2007 gì đó. Nó có 1 năm tôi không viết gì hết. Đấy, chỉ có thời điểm đấy là bị dừng lại thôi. Chứ còn bí thì chả bí. Làm hết làm sao được. Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo. Bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya. Tức là với những người trẻ như bọn em, có một cái mà bọn em đang gặp phải, tức là đôi khi là có những cái hoàn cảnh mà mình bị kiểu gặp khó khăn, bị bế tắc. Thì với chị trong cái hành trình sự nghiệp của chị, có cái thời điểm nào mà chị gặp khó khăn nhất chưa? Có thể là cái nỗi lo về kinh tế nó khiến cho mình không thể đủ cái tâm trí để mình sáng tạo, mình viết được nữa. Tôi thì ngược lại đấy. Cái lúc mà khó khăn nhất, tôi lại dùng văn chương giống như cái liệu pháp để cân bằng ấy. Chính là cái thời điểm đấy, đấy, mọi người không biết đâu. Mọi người cứ nghĩ rằng khi mà người ta khó khăn quá, khi mà người ta vất vả quá, khi người ta phải sống chật vật quá, khi mà người ta phải giải quyết quá nhiều vấn đề phức tạp, rắc rối, người ta không thể viết văn được. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi lại viết ở trong những cái hoàn cảnh, từ lúc đấy thì tôi lại viết ác liệt. Thực sự luôn, bây giờ nhìn lại đúng là như thế luôn. Viết văn lúc ấy nó giống như kiểu là một cái cách để cho mình cân bằng, nó mang lại năng lượng ấy. Chị có nhắc đến việc là chị làm rất là nhiều thứ, thì em mới chợt liên tưởng đến một cái thực tế hiện nay. Đấy là ở cái thời của chị thì rõ ràng là nó có ít phương tiện hơn, nó có ít sự lựa chọn hơn. Cái việc mà chị chọn được cái đề tài chúng như vậy em nghĩ cũng là một phần. Nhưng mà hiện nay thế giới bọn em sống, những nhà văn trẻ sống, thì nó có quá nhiều những cái phương tiện, có quá nhiều sự lựa chọn. Cái khó khăn của cái người viết, của tác giả sách trong việc mà có quá nhiều lựa chọn đấy là gì? Theo chị bây giờ người ta ngược lại, tức là làm nhiều nghề để sống, thì đâu là cái để mà những cái nhà văn ấy họ giữ được cái lửa cho cái tác phẩm của mình? Mặc dù họ có tố chất nhé, họ có tất cả mọi thứ, nhưng mà trong một cái xã hội mà nó bộn bề như thế này, mà mình có đề cập đến một cái vấn đề, đấy là kiểu văn chương xã hội ít quan tâm hơn là những cái công việc khác, ngành nghề khác. Mẹ chị cũng là một ví dụ ấy, tức là nghe thì nghe, nhưng mà đọc thì lại có khi lại không đọc. Vậy thì một cái điều rất là đơn giản là đừng bận tâm tới cái việc là xã hội người ta có quan tâm tới văn chương hay không. Mà trả lời câu hỏi đầu tiên ý, là các bạn có quan tâm tới văn chương hay không? Văn chương đối với các bạn có quan trọng không? Nếu các bạn cho rằng nó quan trọng thì các bạn sẽ không từ bỏ. Người ta nói một cái câu rất là sáo rỗng nhưng mà thực sự rất là chính xác. Tức là bạn muốn thì bạn sẽ làm được. Và bạn không muốn thì bạn sẽ có lý do.
Thế còn bây giờ bảo làm thế nào để giữ lửa văn chương thì tôi nói thật, ông Lỗ Tuấn cũng không trả lời được. Nhưng mà cái việc mà chị viết một năm ra một cuốn như thế, nó giống như chạy KPI. Ví dụ như với tư cách của chị nhé, là tác giả sách, chị có nghĩ đấy là cái việc mà chị giúp cho độc giả không quên mình không? Tôi nghĩ mà cái điều nếu như bạn không viết ấy, thì độc giả lấy gì để mà đánh giá là bạn viết hay hay dở, đúng không? Cũng phải viết chứ. Đấy, cái câu chuyện của tôi với nhà văn Nguyễn Khải ấy, tôi nghĩ đấy là một cái bài học cực kỳ đích đáng. Viết văn nó giống như là cơm ăn nước uống, như hơi thở hàng ngày ấy. Bỏ bẵng nó đi là nó cũng bỏ mình đấy. Mình bỏ nó là nó cũng bỏ mình luôn ấy. Bỏ nó để mà quay lại cực kỳ khó. Người phải bản lĩnh lắm ấy, từ bỏ nó rồi mới có thể gọi nó quay trở lại được. Nhưng mà là nghiện mà lại viết văn nghiện. Đúng rồi, nó là cái nhu cầu mà không thể không viết được ấy. Tại sao chị không ném lại, tích tích lại tầm 2 năm ra một quyển chẳng hạn, mà lại phải là 1 năm ra một quyển? Tại sao tôi phải làm thế, trong khi thậm chí là 1 năm tôi có thể viết 2 cuốn? Thế tại sao chị lại chọn một cái số đẹp như thế, 1 năm một quyển? Không, tôi tự đặt ra cho bản thân thôi. Vì tôi nghĩ rằng là với cái số lượng là 1 năm một cuốn, sau khi mà mình đã lo tất cả những vấn đề quan trọng của cuộc sống thì mình vẫn có thể làm được nó. Tôi nghĩ thế là không nhiều và cũng không ít, là vừa phải. Mà dung lượng của những quyển đấy nó có xem nhau không chị? Nó ngang ngang nhau tầm 300 trang, trung bình là như thế. Có cuốn hơn, có cuốn nhiều hơn, có cuốn ít hơn. Nhưng mà nếu như là phải chọn lọc ra một cái gọi là một nhân tài, một tác giả trẻ, triển vọng nổi tiếng qua các cuộc thi chẳng hạn, thì đây có phải là một cái dấu hiệu không? Một cái tố chất của người viết không? Nghĩ nhiều và nghĩ rành mạch và tư duy mọi lúc mọi nơi. Tôi nói với bạn là tôi cũng là cái người mà ở trong rất nhiều cái ban giám khảo của các cuộc thi rồi. Tiêu chí để đánh giá chỉ có nhìn vào tác phẩm. Tôi không bận tâm là tác giả đấy viết cái chuyện ngắn đấy trong một đêm hay là viết trong một năm. Tôi bận tâm làm gì? Cái cuối cùng mà chúng tôi nhìn vào là nhìn vào cái tác phẩm đấy nó có hay hay không? Có đạt được những cái tiêu chí mà mình đặt ra hay không? Mình bận tâm tới cái việc tác giả người ta tư duy làm gì? Vì nó là cái thói quen làm việc. Có người viết rất nhanh, một đêm có thể viết xong một chương tiểu thuyết. Nhưng có người 3 tháng mới xong một chương tiểu thuyết. Có người 3 năm mới xong một cuốn tiểu thuyết. Có những người mà một cái chuyện ngắn thôi người ta có thể tư duy tới cách đấy 10 năm rồi. Nhưng đến lúc ấy người ta mới viết được. Thế mình bận tâm tới cái việc người ta tư duy làm gì? Đã bao giờ chị hình dung ra cái việc mình không làm nhà văn nữa thì mình sẽ làm cái gì chưa? Kiểu một ngày chị mất hết lửa, mất hết cái nhiệt về cái công việc này, với Hà Giang, với cái nơi mà cho chị cảm hứng. Tôi nghĩ là cái tình cảm đối với Hà Giang nó giống như kiểu tình cảm của mình đối với bố mẹ mình ấy. Cái tình yêu của mình đối với bố mẹ mình, đối với con cái mình, nó không thể kết thúc được. Nó chẳng có lý do gì để tôi thay đổi tình cảm với một vùng đất cả. Với nghề thì không nói trước được. Thực ra là tôi luôn có kế hoạch 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm. Tôi nghĩ rằng như này này, cái khả năng sáng tạo của người ta ấy, chắc chắn nó không phải là không có giới hạn. Đến một lúc nào đấy là mình có thể muốn không làm nữa. Tôi chỉ quan trọng nhất ở hiện tại. Những cái gì tôi muốn làm ấy, tôi sẽ làm ngay, tôi sẽ làm hết. Cho nên tôi từng viết ở trong một cuốn sách là người ta có thể ân hận mình đã từng làm sai một việc gì đó. Nhưng mà tôi không bao giờ muốn mình phải ân hận khi mình ngoái lại đã bỏ qua một cái việc mà mình muốn làm vào đúng cái lúc đấy. Cho nên khi tôi muốn làm thì tôi làm ngay lập tức. Tôi làm ngay khi tôi có thể, làm ngay vào cái lúc mà tôi muốn nhất. Wow. Tôi không có để dành cái gì cả. Có nhiều người nói như thế, một người cứ nói vào cuốn sách mà quan trọng nhất của tôi phải để dành đến cuối đời tôi mới viết cuốn gọi là cuốn để đời. Nghĩ tôi chẳng để đời cái gì cả ấy. Tôi nghĩ là tôi muốn cái gì tôi làm ngay. Cuốn sách là tôi muốn viết nhất cũng là tôi viết trong hiện tại. Vì ngày mai khi tôi nghĩ ra cuốn khác rồi, thậm chí là ngày mai tôi muốn quay lại tôi vứt lại cuốn này nữa, tôi lại không thích nữa, tôi lại viết cuốn khác thôi. Thế còn ngày mai nó có thể làm sao mà ai mà nói trước được ngày mai điều gì nó sẽ đến, đúng không? Nói run rủi như ngày mai khi thì ốm lăn quay nằm một chỗ ấy chứ, lại phải có người phục vụ chứ. Làm sao mà nói đến cái chuyện xa thôi, đến tận thời điểm nào mà nếu với nọ, nếu thế kia. Cái việc mà chị có kế hoạch cho 10, 10, 15 năm thì nó cũng là một cái nếu mà. Không, 10, 15 năm nó rộng hơn, liên quan tới gia đình, nó liên quan tới mình, việc mình quy hoạch cuộc sống. Chứ còn văn chương tôi chả có kế hoạch gì hết. Quan trọng nhất là mình, tôi nghĩ là người ta được làm tất cả những cái gì mà người ta muốn. Đấy là người ta sống hạnh phúc nhất. Được làm, xong rồi còn làm được, xong rồi còn có một cái thành công nhất định nào đấy nữa thì quá hạnh phúc luôn ấy. Tức là chị vẫn rất là hạnh phúc với cái quãng tuổi trẻ của chị khi mà chị viết gọi là để chạy deadline như vậy đúng không? Chạy đua với đồng nghiệp. Đúng thế. Mình không nuối tiếc là mình đã bỏ phí những cái quãng thời gian nào đấy mà mình đang còn sung sức, mình đang còn khỏe mạnh, mình đang trẻ trung, mình còn nọ kia. Tôi nghĩ là mình đã không bỏ phí quãng thời gian là mình đã sống. Thực sự luôn ấy. Mình sống gọi là mình tiêu tùng từng ngày một thật là ý nghĩa. Mình không nuối tiếc gì cả. Mình không cảm thấy là dồi ôi, biết thế cái việc đấy hồi đấy mình còn trẻ như thế mình không làm, thế bây giờ mình già mình chả có sức mà làm, hoặc là lấy cái chỗ đấy ngày xưa mình muốn đi như thế mình không đi, bây giờ già này ngồi chân đầu gối cọt kẹt làm sao mà đi được, kiểu như thế. Thì tôi không để, tôi không muốn là mình sẽ rơi vào một trong những cái hoàn cảnh, những cái khoảnh khắc như thế.
khi mà mình muốn và mình dồn hết sức cho nó, làm cái gì cũng làm hết mình, kết quả đến đâu tính sau, kết quả đâu là cái chuyện khác. Nó có rất nhiều lý do, không phải là cái việc này mình muốn mình cũng sẽ làm tốt. Có đầy việc mình muốn làm nhưng mình làm chả tốt thì mình phải chịu chứ, vì khả năng của mình có đến thế đó. Điều kiện khách quan chủ quan nó có đến thế thôi thì mình phải chấp nhận vui vẻ. Nhưng quan trọng nhất là mình đã làm hết mình rồi, cố gắng hết sức rồi, không có nuối tiếc, không có ân hận gì cả. Vì là chị, em thấy chị đang khá đủ đầy đúng không? Nhưng mà nếu một ngày mà chị mắc bệnh nan y và dễ phần trăm để có thể cứu sống thành công, thì chị sẽ lựa chọn chị dồn toàn lực để chị chữa bệnh bằng mọi giá, hay là chị sẽ để mọi thứ nó cho tự nhiên và dùng những cái nguồn lực ấy để đem lại, để làm những cái việc chưa bao giờ làm và đi giúp đỡ nhiều nhất có thể? Hỏi một câu cao siêu thế. Tôi nghĩ là người ta không quan trọng người ta sống bao lâu, quan trọng là sống như thế nào. Nếu như mình sống cái khoảng thời gian mà nó không được dài lắm, nhưng mà mình đã sống rất là đích đáng rồi. Và như tôi bây giờ, tôi thấy tôi sống rất đích đáng rồi. Cái thứ mà khiến cho tôi mà còn cảm thấy là mình không yên tâm ấy, đó là con mình nó còn nhỏ. Tại vì mình còn mới gánh nặng, nhưng mà càng ngày gánh nặng nó càng bớt, nó càng bớt đi mình càng thanh thản. Nhưng mà tôi nghĩ là mình không quá căng thẳng, cũng quá áp lực cái việc phải chạy đua với thần chết làm cái gì. Nhất là khi mà nó tốn kém quá, nó ảnh hưởng tới cuộc sống của con cái, của người thân, của bao nhiêu người phải lo cho mình, bận tâm với nó quá làm gì. Quan trọng nhất là hiện tại này, sống thế nào mà để cho mình đừng phí hoài cái sức khỏe của mình. Thế còn đến cái lúc mà ông thần chết, ông ấy alo thì gọi là, người ta gọi là trời gọi ai người ấy dạ, thì thôi thì mình cũng chấp nhận thôi chứ. Mình sẽ dùng thời gian mà mình còn lại để mình làm tất cả những việc gì mình thích nhất, mình muốn nhất là mình sẽ làm. Em cảm ơn chị vì đã nhận lời mời tham gia bài chấm podcast. Thực tình đến bây giờ phút này thì em vẫn phải nhắc lại, đấy là ban đầu em hơi ngại khi mà em mời chị, một số rất là ngại. Nhiều người cũng nhận xét em là cái kiểu người nghiêm túc, nghiêm khắc, và em nhìn thấy chị lúc đấy cũng vậy. Nhưng mà em nghĩ là có một cái rất là may, đấy là bằng một cái duyên nào đó chị em mình đã gặp nhau, tuy là chưa nói với nhau một câu nào, và em thì đứng ở đằng sau em quan sát chị, cho nên là em mới có đủ căn đảm, kiểu cái trực giác ấy, để có thể kết nối với chị. Không biết là lời sau cuối thì chị có muốn nói điều gì nữa không? Thực ra thì khi mà tôi nhận lời với bạn để làm cái chương trình này, tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất nó cứ lăn tăn ở trong đầu ấy, là tôi không biết cái cuộc trò chuyện của tôi với bạn nó có giúp ích gì cho ai không, nó có làm cho người ta cảm thấy là người ta phí hoài thời gian để nghe một cái cuộc trò chuyện mà chả biết là nó có giúp được người ta cái gì không. Và rất là hy vọng rằng là nó sẽ khiến cho người ta cảm thấy rằng người ta đã không phí hoài thời gian để nghe một cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Có vẻ như chị bị ám ảnh, cái số lượng chị viết tác phẩm thì rất là thoải mái, nhưng mà cái số lượng nói của chị về hơi bị ám ảnh nhỉ. Nhưng mà chị yên tâm, em hiểu cái tính là của mình mà. Ừ, hy vọng là thế. Vâng, và một lần nữa thì em xin được cảm ơn chị Bích Thúy đã tham gia bài chấm podcast mùa 11. Cũng là lời sau cuối, em xin chúc chị sẽ sớm hoàn thành được những cái dự định vẫn còn đang ấp ủ, và luôn giữ được cái tinh thần tích cực với cái đam mê viết lách. Và em cảm ơn chị. Cảm ơn em, cảm ơn các bạn. Tôi kể lại câu chuyện của ông Nguyễn Khải. Khi mà tôi trao đổi với ông, thì lúc ấy ông đã yếu rồi. Ông ở trong thành phố Hồ Chí Minh, tôi thì ở Hà Nội. Hai chú cháu chỉ viết thư với cho nhau qua lại thôi. Và lúc ấy ông nằm một chỗ rồi. Ông gần như bị liệt, ông nằm một chỗ phải có người phục vụ. Và ông nói với tôi là như này: cái bất hạnh nhất của chú bây giờ ấy Thúy ạ, là chú nằm một chỗ nhưng đầu óc chú vẫn minh mẫn. Chú vẫn nghĩ được rất nhiều thứ nhưng mà chú không làm được nữa. Tay chân không làm, không cử động nữa. Tức là con người ta có thể rơi vào một trong hai cái tình huống đấy. Người ta muốn viết nhưng mà không nghĩ được cái gì nữa, nó tịt mất rồi. Có thể là vẫn còn nghĩ được rất nhiều thứ nhưng mà sức khỏe là không cho làm nữa. Cái đấy làm sao mà nói trước được, sinh lão bệnh tử nó là cái quy luật mà. Bố mẹ tôi thì rất là tôn trọng con cái. Tất nhiên là bố mẹ tôi thì cũng chẳng thích tôi làm nhà văn. Ngày xưa bố mẹ tôi thích tôi làm cô giáo. Thì bố mẹ tôi nghĩ rằng là đấy là công việc mà nó ổn định, phù hợp với phụ nữ, cuộc sống giản dị. Xong tôi làm nhà văn thì bố mẹ tôi chẳng phản đối. Nhưng bố mẹ tôi lo lắng, bố tôi rất lo lắng. Bố tôi nghĩ rằng, bố tôi sợ rằng là tôi viết văn rồi tôi cứ mơ mộng, chân tôi không đạp đất, chả biết tới đời tôi đi về đâu, kiểu thế. Nhưng mà đến khi tôi say đắm thì bố mẹ tôi cũng chiều thôi, im lặng thôi, biết làm gì được. Thế sau này thỉnh thoảng thì bố con tranh luận, có lần bố tôi dỗ tôi bảo là con bây giờ nhiều chữ quá rồi, bố nói không lại con nữa rồi. Nhưng mà tôi với bố thì rất là thân nhau, nói vui thế thôi. Tôi nghĩ tôi may mắn hơn mọi người là bởi vì may mắn đầu tiên là mình chọn được cái đề tài đấy. Cái thời gian mà chị làm việc với em vừa rồi, chị có cái gì mà chị muốn góp ý cho em không? Không, chị nghĩ là em làm khá là ổn đấy chứ. Em chỉ sợ là trong quá trình làm việc thì nó hơi có cái vấn đề gì mà
chị cảm thấy nó không hợp lý lắm. Chị cứ thẳng thắn phản hồi lại với em. Không, chị nghĩ là những vấn đề mà em nêu ra ấy, đều là những vấn đề nó rất là thời sự. Nó sẽ có rất nhiều người quan tâm đấy. Đặc biệt là người trẻ ấy, cảm thấy là có một chút hoang mang, cảm thấy là hơi bối rối, cảm thấy là mình chưa tìm ra được cái con đường mà mình thực sự muốn đi ấy. Nhưng có thể là chị lại chưa thực sự đáp ứng được cái nội dung đấy. Mà maybe là mẹ chị nghe thì chắc là cũng hợp. Còn con chị nghe thì em chưa chắc nhá. Chưa, con là chị chưa đến tuổi. Chị nghĩ những vấn đề em nêu ra đều là những vấn đề khá là lớn. Ok, thế nhá. Dạ vâng, ok anh cảm ơn ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bà Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off.